Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 12, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nguồn vốn khuyến công là động lực để khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở của các làng nghề trên địa bàn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và phát triển sản phẩm mới cho làng nghề truyền thống của địa phương. Từ Hà là địa phương thứ hai của thị xã Hương Trà được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Cúm A là một loài cúm mùa có biểu hiện giống với các loài cúm thông thường nhưng có biến chứng nguy hiểm hơn nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 28 tháng 12, thu ngân sách huyện Phú Lộc trực tiếp quản lý thu là 259 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch đề ra. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác thu chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2023 do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức. Trong đó, thu ngoài quốc doanh 46,5 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, thu thuế thu nhập cá nhân 10,1 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, thu tiền sử dụng đất 167 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, thu lệ phí trước bạ 21 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch. Về ước tổng chi ngân sách huyện năm 2023 là 843 tỷ đồng, đạt 113% dự toán, trong đó huyện chi 704 tỷ đồng. Năm 2024, Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Mạnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phan Công Bằng đề nghị Chi cục thuế khu vực Phú Lộc Nam Đông, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và các cơ quan đơn vị tăng cường chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu chi ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định. Tiếp tục đôn đốc các khoản thu tồn đọng và ngân sách nhà nước. Các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn chủ động điều hành công tác thu chi ngân sách với nhiệm vụ thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, quản lý sử dụng tài sản theo đúng chế độ, tránh thất thoát tài sản công. Dịp này, một tập thể và hai cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2023. Một tập thể và sáu cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đấu giá cấp quyền sử dụng đất năm 2023. Vào chiều qua, huyện Quảng Điền đã tổ chức lễ tổng kết cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong cả phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 và cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Sau gần 4 tháng hoạt động, cuộc thi đã thu hút 255 bài viết, trong đó có 220 bài viết về gương cá nhân, 35 bài viết về gương tập thể của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đối với cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ban tổ chức đã nhận được 7.170 tác phẩm dự thi của 11 trường trung học cơ sở, 3 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Theo đánh giá của ban tổ chức, đa số các tác phẩm đã nêu lên gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, thực sự là những bông hoa ngả hương trong làng hoa học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao một giải tập thể và 28 cá nhân có tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong cả phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023. Cùng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 28 giải cho 28 cá nhân có bài viết xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty Cổ phần Sách Toàn cầu Global Book Corporation ký kết ghi nhớ hợp tác truyền thông quốc tế quảng bá di sản văn hóa Huế. Việc hợp tác mở ra cơ hội quảng bá di sản Huế thông qua các kênh truyền thông quốc tế, từ đó tăng khả năng nhận diện thương hiệu của tỉnh và quốc gia, thu hút sự chú ý của khách du lịch và bạn bè quốc tế, biết đến các đặc điểm và thông điệp của thành phố di sản, thành phố Festival Huế. Global Book Corporation hiện là đại diện chính thức của các tập đoàn truyền thông quốc tế hàng đầu thế giới tại Việt Nam như The Economist, CNBC, The Washington Post, BBC, Business Traveler, The New York Times, South China Morning Post, Reuters. Đơn vị có hơn 16 năm kinh nghiệm giúp các doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu ra thị trường quốc tế để nâng cao uy tín thương hiệu, thu hút cả khách hàng, đối tác, nhà đầu tư quốc tế. Theo bản ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ phối hợp quảng bá di sản văn hóa Huế, thành phố di sản, thành phố Festival Huế năm 2024 trên cơ sở khai thác thế mạnh riêng của Huế, thu hút du khách, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng phát triển Huế thành thành phố Festival, trung tâm lễ hội của khu vực và thế giới dựa trên thế mạnh di sản văn hóa của Huế. Theo đó, chương trình truyền thông bắt đầu từ tháng 2 năm 2024 và kết thúc vào cuối tháng 4 năm 2024 với hai bài báo truyền thông quốc tế trên tờ The Straits Times
và tờ South China Morning Post cùng 184 suất chiếu quảng bá trên đài truyền hình Hoàng gia Anh BBC News. Chuyển sang những tin tức kinh tế, trong tháng 12, cả nước có 13,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 7,1% so với tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin được Tổng cục Thống kê vừa công bố tại báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 4 năm 2023. Như vậy, tính chung trong năm 2023, cả nước có 217,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so với năm trước. Bình quân một tháng có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 172,6 nghìn doanh nghiệp. Bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng còn 8% từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Chính sách giảm thuế không áp dụng với nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản và một số nhóm hàng dịch vụ khác. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và tăng khả năng kích cầu. Trước diễn biến của giá vàng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các bộ ban ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng. Chính sách giảm thuế không áp dụng với nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản và một số nhóm hàng dịch vụ khác. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và tăng khả năng kích cầu. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2010-2023, nguồn vốn khuyến công hỗ trợ để phát triển các sản phẩm nghề, làng nghề truyền thống hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, một đồng vốn khuyến công bỏ ra đã thu hút được trên 2 đồng vốn của doanh nghiệp cơ sở hoạt động tại làng nghề. Đây chính là động lực để khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở của các làng nghề trên địa bàn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và phát triển sản phẩm mới cho làng nghề truyền thống của địa phương. Đây là cơ sở sản xuất trải nghiệm gồm Phật Tích Ô Lâu, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền. Cơ sở này được thành lập năm 2022. Thời gian qua, cơ sở sản xuất đã liên kết với cơ sở sản xuất của anh Lương Thanh Hiền để tổ chức các hoạt động sản xuất và trải nghiệm nghề gốm truyền thống cho các em học sinh và du khách khi đến tham quan tại làng cổ Phật Tích. Mặc dù cơ sở đã có sự đầu tư về máy móc, tuy nhiên đối với nghề gốm, đặc thù là khâu nung đốt đóng vai trò rất quan trọng, quy định đến sự thành bại của quá trình sản xuất. Nhưng nung đốt bằng lò củi truyền thống mang lại rủi ro và chi phí vận hành rất lớn. Để giúp cơ sở có điều kiện tốt hơn trong hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, thông qua nguồn vốn khuyến công, Sở Công Thương đã hỗ trợ đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng lưu niệm và quà tặng gồm Phật Tích với số tiền hỗ trợ gần 180 triệu đồng. Tôi cũng mới thành lập cái cơ sở này cũng mới đây thôi, cho nên bước đầu thì gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng may mắn là Sở Công Thương đã hỗ trợ cái nguồn vốn để đầu tư cái lò khuyến công. Thì cũng nhờ cái lò khuyến công thì cái cơ sở cũng đã một đợt vừa rồi thì cũng có ra một loạt sản phẩm, tức là sản phẩm của cơ sở làm ra nhiều hơn và năng suất cái lò nó cao hơn, thì mình đưa ra được thị trường nhiều sản phẩm hơn. Đề án khôi phục và phát triển làng nghề địa bàn Phò Trạch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền phê duyệt với tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng. Trong đó, xã Phong Bình đã quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu với diện tích 8 hecta, đồng thời tiếp tục nhân rộng để tăng lên 20 hecta vào năm 2030, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động. Cùng trên địa bàn huyện Phong Điền, từ nguồn vốn khuyến công của tỉnh, huyện, trong những năm qua, ngành công thương cũng đã hỗ trợ cơ sở sản xuất và chế biến artiso đỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Hitragon, đầu tư máy móc thiết bị trong việc chế biến các sản phẩm từ cây nguyên liệu artiso đỏ để tiếp sức và tạo động lực cho cơ sở phát triển ổn định bền vững. Khuyến công của huyện Phong Điền thì đã có hỗ trợ cái nguồn kinh phí để đầu tư máy sấy và cũng như là có khuyến khích tham gia các cái đầu tư khuyến công của cấp tỉnh để nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đầu tư các máy móc thiết bị phù hợp và ngày càng cải tiến để nâng cao năng suất lao động của cũng như là nâng cao giá trị sản phẩm để sản phẩm mỗi ngày càng hoàn thiện hơn. Theo lãnh đạo Sở Công Thương,
Thời gian qua, với sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành và địa phương trong tổ chức triển khai, sự nỗ lực của các cơ sở sản xuất, công tác khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, sản xuất sản phẩm, xuất khẩu đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả khả quan. Một số nghề làng nghề truyền thống được khôi phục và phát triển như đúc đồng Phương Đức, mộc điêu khắc Mỹ Xuyên, mây tre đàng Bảo La, đề bàn Phò Trạch, hoa giấy Thanh Tiên, dịch giang A Lưới. Ngoài ra, một số làng nghề được bảo tồn như tranh Làng Sình, gốm Phật Tích, rèn Hiền Lương có nhiều yếu tố đóng góp vào những kết quả trên, trong đó có những chương trình vốn khuyến công hỗ trợ. Ngành công thương rất là tập trung ưu tiên để hỗ trợ, và trong đó tập trung là vào các cái cơ sở sản xuất ở trong làng nghề trực tiếp sản xuất, thì thông qua các cái hoạt động như đào tạo nghề để duy trì phát triển nghề, rồi cải thiện mẫu mã để đa dạng hóa sản phẩm, thì cái lĩnh vực hỗ trợ máy móc thiết bị, nhất là ứng dụng các cái máy móc thiết bị vào các cái khâu, các công đoạn sản xuất để thông qua đó để giảm bớt ngày công lao động, vừa là đa dạng sản phẩm, vừa là tạo cái sự thống nhất của sản phẩm và giá được giá thành sản phẩm, đã giúp cho các cái cơ sở làng nghề phát huy được cái chất của phát của nghề, nhưng đồng thời cũng giữ được cái hồn của nghề, nhưng đồng thời là cũng tạo được một cái sản phẩm mà mang tính thị trường và cạnh tranh nó cao hơn. Phải khẳng định rằng các hoạt động khuyến công của địa phương và quốc gia đã góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ các làng nghề, cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, giải quyết việc làm trong khu vực nông thôn và trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, đạt 9/9 tiêu chí cơ bản, 52 tiêu chí thành phần, Từ Hà là địa phương thứ hai của thị xã Hương Trà được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Có được kết quả này, bên cạnh tập trung nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, địa phương cũng xác định người dân là nhân tố quyết định sự thành công của đề án, để từ đó có những cách thức tuyên truyền phù hợp, khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi công dân và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Là phường trung tâm của thị xã Hương Trà, Từ Hà có 8 tổ dân phố với hơn 2.500 hộ dân. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đến nay, Từ Hà đã hoàn thành cơ bản tất cả 9 tiêu chí với 52 nội dung theo quy định, trong đó 100% công trình công cộng xây mới đúng quy hoạch, số hộ có nhà kiên cố phù hợp với kiến trúc chung của đô thị đạt trên 75%, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom đạt trên 90%, 95% đường được bê tông hóa và số tuyến phố được chiếu sáng trên 40 km. Tôi thấy cảnh quan đô thị trên địa bàn phường Từ Hà hôm nay có nhiều khởi sắc, nhiều công trình được khởi công xây dựng mới, nhiều tuyến đường được mở rộng, thông thoáng, có vỉa hè, có cây xanh, đảm bảo mỹ quan đô thị. Có thể nói, để có được sự khác biệt đáng kể như ngày hôm nay, thông qua những việc làm cụ thể, mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị đã và đang góp phần làm cho bộ mặt phường Từ Hà ngày càng khởi sắc hơn. Bản thân tôi cảm thấy quá như là người dân cũng có ý thức cố gắng xây dựng phường Hà ngày càng tiến lên, quá như là xanh sạch đẹp. Trong thời gian qua, Từ Hà đã tập trung huy động nguồn lực, tranh thủ sự đầu tư của nhà nước để phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư điện chiếu sáng, chỉnh trang vỉa hè, phát triển hệ thống cây xanh, xây dựng những tuyến đường hoa, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bộ tiêu chí thực hành nếp sống văn minh đô thị cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của chi bộ, mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục một cách sâu rộng, đồng bộ trong các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng phường văn minh đô thị, tập trung chỉnh trang cơ sở hạ tầng đô thị một cách đồng bộ. Đẩy mạnh cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư nhằm nâng cao chất lượng gia đình văn hóa rồi tổ dân phố văn hóa, tạo sự chuyển biến tích cực trong cái việc mà nhận thức về tư tưởng đạo đức lối sống nếp sống về văn minh đô thị. Chi bộ đảng viên đồng tình ủng hộ và đồng thời là đảng viên là những tuyên truyền viên trong khu dân cư để bà con được thực hiện tốt hơn, cho nên kết quả là coi như là ngay tổ dân phố thì chủ nhật xanh hàng tuần, hàng tháng, hàng ngày bà con đều chủ động làm rất là tốt. Các dự án công trình công cộng xây mới đảm bảo phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Hành lang an toàn giao thông được chỉnh trang đảm bảo mỹ quan đô thị,
công bố công khai rộng rãi cả quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết để người dân biết và chấp hành. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện gắn với chương trình xây dựng đô thị văn minh. Phong trào ngày chủ nhật xanh được duy trì đều đặn tại khu dân cư. Từng hộ dân đều ý thức thu gom rác thải sinh hoạt để đúng nơi, đúng chỗ. Những việc tuy đơn giản nhưng đã góp phần quan trọng trong việc hình thành thói quen văn minh của mỗi công dân trong cuộc sống thường nhật. Thì trong thời gian đến, đề nghị Ủy ban nhân phường Tử Hà tổ chức thực hiện và tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí. Trong đó là quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi an ninh trật tự đô thị và duy trì hoạt động thường xuyên các điểm văn hóa, thể thao, vận động người dân thực hiện về nếp sống văn minh đô thị để là nâng cao và duy trì các tiêu chí đã đạt được. Nếp sống văn hóa văn minh đô thị không chỉ tạo ra môi trường văn hóa, bộ mặt văn hóa cho đô thị, mà còn góp phần xây dựng con người mới với tác phong và cốt cách văn minh hiện đại. Trật tự văn minh đô thị, nếp sống văn hóa người đô thị từ nó không hình thành mà cộng đồng phải góp phần xây dựng. Thực tiễn triển khai của Tử Hà cho thấy, cùng với nguồn lực đầu tư thì công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân là nhân tố quan trọng. Chủ thể của mọi đổi thay để Tử Hà không chỉ giữ vững các tiêu chí đã đạt, nâng cao các tiêu chí đạt thấp mà còn nâng chất lượng toàn diện của phường đô thị văn minh. Tiếp tục chương trình với các tin tức khác, trong 2 tuần trở lại đây, các cơ sở y tế tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc cúm A. Đây là một loại cúm mùa có biểu hiện giống với các loại cúm thông thường, nhưng có biến chứng nguy hiểm hơn nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách. Chỉ sau một đêm sốt cao, bệnh nhi này buộc phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị và buộc phải thở oxy. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhi được chẩn đoán mắc cúm A biến chứng nặng, trên nền bệnh viêm da cơ địa, nhiễm trùng huyết. Bé nhà tôi bị cúm A với lại bị nhiễm trùng huyết rồi bị lây chéo cúm A luôn. Bệnh nhi này cũng phải thở oxy do biến chứng viêm phổi từ cúm A. Cháu thì đầu tiên mình ở nhà thì không biết là nó là viêm cúm A mà chỉ nghĩ là viêm phổi và viêm thanh quản thôi. Chỉ trong 2 tuần qua, mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận từ 50 đến 70 bệnh nhi phải nhập viện do cúm A. Tất cả đều khởi phát từ các triệu chứng thông thường như sốt, ho, khó thở. Một số trẻ không có triệu chứng rõ ràng, nhưng khi test nhanh đều mắc cúm A. Và các trường hợp đó nếu như em bé không có bệnh nền hoặc không có các cái bội nhiễm vi khuẩn khác kèm theo thì thông thường các cái triệu chứng sẽ giảm sau khoảng 3 ngày và sau khoảng 5 ngày thì lúc đó trẻ sẽ hồi phục hoàn toàn và các sinh hoạt trở về bình thường. Và trong các trường hợp mắc cúm thì chỉ có một số ít trường hợp là trên cơ địa các cái bệnh nền mà có nguy cơ nó tăng nặng lên khi mà mắc cúm hoặc là có các biến chứng ví dụ như viêm phổi siêu hô hấp do bội nhiễm vi khuẩn hoặc là một số các trường hợp có tổn thương thần kinh trung ương như là viêm não. Trong thời tiết hiện nay, không khí thay đổi thất thường là điều kiện thích hợp cho các mầm bệnh, trong đó có cúm A phát triển nhanh. Trẻ em là đối tượng nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết. Vì vậy, các bác sĩ cùng khuyến cáo các cha mẹ cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý để phòng ngừa cúm A và các dịch bệnh truyền nhiễm. Sử dụng cho trẻ những cái thực phẩm sẵn có, chứ chúng ta cũng không nên dùng những cái thực phẩm ngoại nhập rồi những cái thực phẩm bảo quản đông lạnh. Thì thực ra nó lại không có lợi cho trẻ bằng. Thế bên cạnh cái vấn đề về ăn như vậy thì chúng ta phải rất là lưu ý cả chế độ nước uống nữa, bởi vì nhiều khi là mùa đông lạnh đấy thì trẻ không ra mồ hôi, cho nên là nhiều gia đình lại chủ quan không nghĩ là con cần uống nước. Đấy, chỉ nghĩ là những cái nước trong canh hoặc là sữa là đủ nhu cầu nước rồi, nhưng thực ra là không đúng. Đấy thì cái đảm bảo cái đủ cái lượng nước cho trẻ là cực kỳ quan trọng. Bác sĩ cùng khuyến cáo các bậc phụ huynh và giáo viên cần phát hiện sớm bệnh cúm A để trẻ cách ly, phòng tránh lây lan trong môi trường học đường. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cấu trúc định dạng đề thi và đề minh họa cấu trúc định dạng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, hội đồng đã xây dựng cấu trúc định dạng đề thi của 17 môn học, cấu trúc định dạng đề thi theo định hướng đánh giá năng lực phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và được thể hiện thông qua đề minh họa bảng năng lực, cấp độ tư duy kèm theo. Theo đó, người học sẽ được biết đề thi gồm 7 phần, có những dạng thức câu hỏi trắc nghiệm nào, những thành phần năng lực nào được đánh giá trong đề minh họa. Để đảm bảo phù hợp với mục đích yêu cầu của kỳ thi, số lượng câu hỏi, lần hỏi trong mỗi đề thi cũng như một số vấn đề liên quan có thể được điều chỉnh khi xây dựng đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.
Trong top 10 kỷ lục về ẩm thực và đặc sản châu Á năm nay, Thừa Thiên Huế có 2 kỷ lục được xác lập kỷ lục châu Á là món ăn đặc sản cơm hến và một đặc sản quà tặng là mè sừng. Sau quá trình chọn lọc, 10 đề cử đã được tổ chức kỷ lục châu Á quyết định công bố xác lập. Theo Bộ Tiêu chí Kỷ lục ẩm thực và đặc sản châu Á, nâng số lượng các kỷ lục về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam đạt kỷ lục châu Á lên số lượng 60 món từ năm 2012 đến năm 2023, gồm 38 món ăn đặc sản và 22 đặc sản thiên nhiên, đặc sản quà tặng của các địa phương. Trong top 10 kỷ lục châu Á năm nay, Thừa Thiên Huế có 2 kỷ lục được xác lập kỷ lục châu Á là món ăn đặc sản cơm hến và một đặc sản quà tặng mè sừng. Với việc đề cử xác lập thành công các kỷ lục châu Á về ẩm thực, đặc sản cơm hến và mè sừng, góp phần quảng bá nền ẩm thực Thừa Thiên Huế đến đông đảo du khách trong và ngoài nước thông qua hệ thống các tổ chức kỷ lục trên toàn cầu. Trong danh sách công bố lần thứ tư năm 2023-2024, 10 kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam gồm 5 món đặc sản: bánh mì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, cơm hến Thừa Thiên Huế, lẩu thả Phan Thiết Bình Thuận, nem nướng Ninh Hòa Khánh Hòa, bún nước lèo Sóc Trăng. Cùng với đó có 5 đặc sản thiên nhiên và đặc sản quà tặng gồm cốm Lăng Vòng Hà Nội, khoai dèo Quảng Bình, mè sừng Thừa Thiên Huế, dâu Đà Lạt Lâm Đồng, bánh tét Trà Quân Trà Vinh. Còn bây giờ là thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa, đêm và sáng trời lạnh, vùng A Lưới trời rét nên nhiệt độ tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, độ ẩm từ 93 đến 98%. Thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Dự báo trong ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày 2 tháng 1, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng nên nhiệt độ dao động nhẹ. Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 1 năm 2024 có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to nên nhiệt độ giảm nhẹ.